Tập 7. Đừng có phí lời nữa. Cha đến tìm con không chỉ vì hai con gà đâu. Đúng là con gái cha thông minh. Cha thì gần đây gặp chút khó khăn, cần gấp một ít tiền trong tay. Thúy Phần, con cho cha vài đồng đi. Không phải lúc trước cha đã nhận được lễ vật lớn của Đường gia sao? Có được số tiền xài hoài không hết mà phải không? Sao giờ lại cần một ít trong tay? Gần đây cha tiêu xài nhiều một chút, nhưng cha biết là cha có người con thương cha như vậy. Con giúp cha lần này đi. Gần đây tiêu xài nhiều, có khi nào cha tiêu xài không nhiều đâu? Suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, cho cha một đứa tiền cũng không đủ xài nữa. Con không có tiền. Nhị thiếu phu nhân, mà không có tiền ai mà tin? Chỉ cần lấy hai bình ngưng hương lộ thôi, đó không phải là tiền sao? Cha xin con mà Thúy Phần. Cha xin con đó. Dẫu sao cha cũng tới đây rồi, con cho bao nhiêu cũng được. Giờ cha biết xin con rồi sao? Lúc trước nhìn thấy tiền của Đường gia, cha liền ép cả con vào đây. Lúc con quỳ xuống gian xin cha, cha làm thế nào hả? Cha chỉ biết đánh chết con. Trong thế gian này có người cha nào như cha không? Cha... Cha đi mau lên. Sau này con không muốn thấy cha nữa. Con không có người cha như vậy. Muốn đuổi tên ăn mày này hả? Dẫu sao cũng là cha ruột của con mà. Cha biết là con hận cha thế nào. Nếu không phải vì cái tên khốn đó. Tên khốn đó. Chú ơi, vị phu nhân này là... Tôi là đại thiếu phu nhân của Đường phủ. Chào đại thiếu phu nhân. Chú à, chú cầm lấy cái này đi. Cô coi, đại thiếu phu nhân, sao cô tốt vậy? Chú à, tôi và Thúy Phần tình như chị em, chú không cần phải khách sáo. Tôi... Đại thiếu phu nhân, cô thật là đại từ đại bi, sống lâu trăm tuổi, sao mà tốt quá vậy? Thúy Phần luôn nói là cha cổ đã qua đời rồi. Hai cha con chú sao vậy? Hình như không hợp nhau lắm. Cổ hận chú chuyện gì dữ vậy? Nói sao giờ? Cô xem đó, đứa con này nó làm tôi quen vậy rồi. Tôi quen rồi. Cũng tại cái tên khốn đó. Cô nói đi, cái tên khốn đó làm sao có thể so sánh với Đường thiếu gia được? Tôi lo cho nó một hôn nhân tốt đẹp như vậy, nó không cảm kích tôi, lại còn hận tôi nữa. Trên đời làm gì có chuyện như vậy? Tên khốn đó sao lại có thể so sánh với thiếu gia của Đường phủ chúng tôi? Thì cái tên nghèo mạt đó, ăn xong không có chuyện gì làm, đến nhà dụ dỗ con gái tôi, cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga. Nếu nói như vậy, Thúy Phần lúc ở nhà đã có người yêu rồi. Thôi được rồi, chú đi đi, giữ lấy tiền rồi mang đi xài đi. Cô cứ đi lo việc của cô đi. Tôi đi nha. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, cô tìm tôi. Giờ ta có chứng cứ rồi. Người đàn bà họ Mã đó có tình nhân ở bên ngoài. Thật sao? Hôm nay cha cô ta nói, tự ông ta nói ra. Vậy còn chờ gì nữa? Ta cứ hoài nghi đứa con trong bụng cô ta không phải là của Đường thiếu gia. Thiếu Khanh giờ bị như vậy, ai biết được có còn khả năng đó hay không? Cái ông Diêu Bá Quân đó cũng thật là, sao có thể bắt mạch không ra vậy?
Chả trách là động phòng gấp. Ta thấy chắc chắn là bào thai mờ ám mà. Tôi cũng thấy vậy. Cái tên A Căng đó đâu phải là thứ tốt đẹp gì. Lo hối thúc phu nhân đồng ý cho động phòng. Chắc chắn là người đàn bà này có mưu tính từ trước rồi. Chuyện này phải bẩm báo phu nhân. Làm theo gia pháp, làm loạn chạy phải đánh cho chết, phải bị dìm xuống nước. Tôi thấy tên A Căng đó cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Bắt kẻ thông dâm phải bắt cả hai. Phú quý, ngươi theo dõi kỹ một chút, để ta thu thập được chứng cứ, cho chúng nó chết thảm. Dạ. Tôi nhớ ra rồi. Hôm trước có một người tới xem bói, tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ. Làm gì có chuyện chỉ đích danh muốn xem bói cho người đàn bà đó. Tôi đoán chắc là tên khốn đó. Phú quý, sau này ngươi phải chú ý nhiều hơn nữa. Ta muốn người đàn bà đó xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai. Dạ, thưa đại thiếu phu nhân. Cho ngươi nè. Chuyện này nhất định phải cẩn thận, không được bứt dây động rừng. Tôi hiểu rồi. Bà vệ. Đợi chút đã, để tôi lấy cho cô. Kỳ lạ thiệt. Bình thường tôi đều tự lấy, sao tự nhiên hôm nay bà nhiệt tình quá vậy? Có gì đâu mà nhiệt tình. Chẳng qua là tôi sợ cô lấy lầm thôi. Không lẽ ngoài canh trước cát táo đỏ ra còn có món nào khác? Để tôi xem thử, từ từ đã. Canh đông trùng hạ thảo, đây là món ngon đó. Món này thiếu phu nhân chúng ta cần nè, bỏ ra. Cứ thấy món ngon gì là muốn bưng đến phòng thiếu phu nhân các người hết. Phu nhân có dặn dò, món này dùng bồi bổ cho nhị thiếu phu nhân. Thiên vị. Hương Cần, Hương Cần. Thiếu gia sao rồi? Mấy ngày nay thiếu gia lại không khỏe. Thiếu gia cứ ngày khỏe ngày không. Vậy sao mà khỏe được? Nhất định là bị con hồ ly tinh đó dày dò rồi. Nhìn là biết đồ lẳng lơ. Cô đừng có nói bậy. Giờ nhị thiếu phu nhân đang mang thai, được phu nhân yêu mến. Cô nói vậy lỡ phu nhân nghe thấy, không chết thì cũng bị lột da đó. Hương Nhụy. Đại thiếu phu nhân, người bưng cái gì đó, để ta xem. Là thức ăn bồi bổ cho nhị thiếu phu nhân. Ta nói để ta xem mà. Yến xào, còn có trùng thảo nữa. Món ngon đó. Đại thiếu phu nhân, nhà bếp nói là món này làm cho nhị thiếu phu nhân. Sao vậy? Ta không có phước để ăn, ta chỉ ngửi cũng không được phải không? Đại thiếu phu nhân, ngọn gió nào mang chị đến đây vậy? Hương Nhụy, kêu em đi lấy yến xào trùng thảo mà. Đây nè. Đây nè, nhị thiếu phu nhân. Chị à, chị cũng muốn ăn nữa hả? Tiếc là chén này hầm cho em. Nếu chị thật sự muốn ăn, vậy thì dễ lắm. Hương Nhụy, đi bẩm báo với phu nhân, lát nữa kêu nhà bếp hầm một chén cho chị ấy. Dạ. Làm ra dễ gì vậy? Chim bay trên trời, gà chạy dưới đất, cá bơi trong nước. Sơn hào hải vị có món nào ta chưa từng ăn qua? Chỉ có ngươi chưa từng thấy món ngon chật lạ mới vậy. Một chén canh ít ỏi, đắc ý cứ nghĩ là mình đã lên mây rồi. Có gì lạ đâu. Chỉ cần mẹ ban cho em, em đều thấy quý hết. Chị à, chị ăn không được nho thì nói là nho chua. Chị có bản lĩnh đó. Vậy thì kêu mẹ làm cho chị một chén đi. Bởi vì mẹ bị cô làm cho mờ mắt. Mẹ còn nghĩ đứa con cô đang mang là của quý gì lắm. Nó vốn là con quan mà. Đến ngày cô bị lộ bộ mặt thật ra, xem có muốn ăn yến xào trùng thảo nữa không. Tặng cho cô thạch tính thì có. Chị nói rõ ràng đi. Ai là con quan hả? Chuyện mình làm mình biết. Cần tôi nói nữa sao? Cẩn thận đó. Đừng để tôi bắt được. Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân,
không xong rồi. Chuyện lớn không xong rồi phu nhân. Chuyện gì vậy? Nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Nhị thiếu phu nhân lại xỉu nữa rồi. Đang khỏe mạnh sao đột nhiên lại xỉu? Vừa rồi đại thiếu phu nhân đến gây một trận, nhị thiếu phu nhân tức quá nên xỉu luôn. Hứa Chi Lan này càng ngày càng quá đáng. Sao rồi Thúy Phần? Con không khỏe ở đâu? Mẹ, con không sao. Là do con không cẩn thận. Mẹ đừng có trách chị. Con không cần phải nói thay cho nó. Chi Lan lòng dạ hẹp hòi, lại hay đố kỵ. Về điểm này mẹ rõ hơn ai hết. Không ngờ nó cứ không biết điều. Giờ con đang mang thai con cháu của Đường gia, lỡ con có mệnh hệ gì, mẹ có tha thứ cho nó được không? Mẹ, chuyện này cũng không thể trách chị ấy. Lúc đó chị đang bị say thuốc, nó bậy nó bạ một hồi. Lẽ ra con không nên đôi co với chị. Chỉ tại con nhất thời nóng giận rồi nhịn không nổi, cãi nhau với chị vài câu, rồi động đến bào thai. Không có chuyện gì đâu. Mẹ xem, không phải là con đã khỏe rồi sao? Đừng cử động, đừng cử động. Con đừng có cử động. Con không nên tức giận. Hãy giữ cho tâm trạng được vui vẻ. Lát nữa mẹ sẽ tìm Hứa Chi Lan tính sổ, trút giận thay con. Hương Nguyễn, đi mời Di tiên sinh chưa? Dạ mời rồi, sao vẫn chưa tới vậy? Phu nhân, bá quân, mau lên mau lên. Cháu của Đường gia, hy vọng của Đường gia tất cả nhờ vào ông đó. Mau xem đi. Xong rồi. Phu nhân, không cần lo lắng. Nhị thiếu phu nhân tạm thời không có trở ngại gì lớn, chỉ bị kinh động một chút thôi. Tỉnh dưỡng mấy ngày là khỏe lại liền. Vậy phải cẩn thận một chút. Không phải không phải. Mẹ nói con phải cẩn thận. Con phải giữ gìn sức khỏe. Nè, uống chút đi. Cảm ơn mẹ. Phu nhân, tránh ra. Giỏi lắm Hứa Chi Lan. Mới sáng sớm con đã nhốt mình trong phòng hút thuốc rồi. Coi bộ dạng con kìa. Người không ra người, ma không ra ma. Mẹ, chuyện này sao trách con được? Không phải là hai năm trước, lúc Thiếu Khanh bị bệnh, con đã cho Thiếu Khanh hút một ít rồi sao? Còn nói nữa hả? Con bị nghiện nặng như vậy, Đường gia sớm muộn gì cũng bại trong tay con. Hút thuốc quá nhiều rồi đi làm loạn mà. Nó mang thai rồi, con lại đi ăn hiếp nó. Nếu đứa bé trong bụng nó có mệnh hệ nào, coi mẹ sẽ lột da con ra sao. Người đâu? Dạ, thu hết mấy ống hút của nó cho ta. Phạt không cho nó hút thuốc 3 ngày, coi nó có dám làm loạn nữa không. Dạ, mau lên. Mẹ, đừng mà mẹ. Mẹ, đừng mà. Mẹ, buông ra. Con xin mẹ mà. Đừng mà mẹ, lôi nó đi cho ta. Mẹ, con xin mẹ mà. Mẹ, 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 con xin mẹ mà. Đừng mà mẹ. Con xin mẹ mà. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, con xin mẹ mà. Đại thiếu phu nhân. Tiêu quản gia, Hương Nhụy, nghe nói nhị thiếu phu nhân không khỏe hả? Không sao, nhị thiếu phu nhân khỏe mà. Là làm bộ đó. Thì ra là như vậy. Tôi đi trước đây. Chị, cho chị, cho chị. Em à, chị xin em mà.
Cho chị hút một hơi đi. Chị chịu không nổi nữa rồi. Cho chị hút một hơi đi. Chị biết chị sai rồi. Chị sẽ không nói bậy nữa. Chị xin em mà. Cho chị hút một hơi đi. Chị à, em muốn nói với chị mấy câu thật tình. Em vốn không muốn tranh giành gì với chị hết. Em chỉ muốn sống những ngày tháng bình an, sinh và nuôi dưỡng con em khôn lớn. Chị không cần phải phí công tốn sức để đấu với em. Sau này tất cả của cải của Đường gia sẽ là của chị. Em không cần gì hết. Dạ, con đường này náo nhiệt quá. Dạ, lần trước tôi mua cho cô mấy sợi chỉ ở tiệm thêu phía trước đó, được lắm. Vậy anh đi mua giùm tôi mấy thứ còn thiếu đi. Tôi sẽ đi dạo khu vực quanh đây. Vị thiếu phu nhân, khu vực này lộn xộn như vậy, lỡ có xảy ra chuyện gì, làm gì có lỡ như nhiều vậy. Yên tâm đi, tôi không đi xa đâu. Tôi ở đây mà, anh đi đi. Vậy được, vị thiếu phu nhân. Vậy cô ở quanh đây nha, đừng đi đâu xa đó. Đi đi. Tiểu thơ, phu nhân, hai người tới xem đi. Ở đây có đồ thêu rất đẹp. Đây, hãy nhìn cặp áo gối này đi. Đôi nguyên ương trên gối thật là sống động. Đảm bảo hai người sẽ thích mà. Phu nhân, cô xem có cần gì không? Cô nương, tôi muốn phối với chỉ màu này nè. Ở đây cô có không? Có. Cô đợi chút. Cô theo cái này hả? Cô có thích không? Rất đặc biệt. Thiếu gia nhà chúng tôi có một hầu bao, phía trên cũng theo đôi chim nguyên ương, giống hệt như con chim cô theo vậy nè. Người thu tiền tới rồi, mau chạy đi. Phu nhân, cô mau chạy đi, ở đây không an toàn. Cô mau chạy đi. Phu nhân, cô cầm lấy cái này đi. Nè nè. Không cần nhiều vậy đâu, cầm lấy đi. Đi mau lên, mấy người đó hung hăng như vậy. Phu nhân, cô đúng là người tốt. Chạy mau. Đánh người, muốn cướp đồ hả? Giống quần ăn cướp vậy. Chạy mau. Phu nhân, ở đây không an toàn. Cô đi mau lên, tôi đi đây. Vị thiếu phu nhân, tôi mua xong rồi. Ở đây hỗn loạn như vậy, chúng ta đi thôi. Được, ta đi. Diêu Bá Quân, ông làm hư chuyện lớn của chúng ta rồi. Đại thiếu phu nhân, chuyện này không thể trách tôi được. Sức khỏe thiếu gia như vậy, đứa con đó được đậu thai khi nào? Ông phải biết rõ hơn tôi. Vậy giờ làm sao đây? Đứa con quan đó giờ đã danh chánh ngôn thuận là người kế thừa của Đường gia rồi. Mọi thứ của Đường gia sẽ thuộc về nó. Tôi đã tốn nhiều công sức để đuổi mẹ con Hàm Yên đi. Không lẽ lần này phí công hết rồi sao? Diêu Bá Quân, nếu người đàn bà lẳng lơ đó chiếm được Đường gia thì không có gì tốt cho ông đâu. Đại thiếu phu nhân của tôi ơi, cô gấp gì? Cô ta vẫn chưa sinh mà. Hơn nữa, mọi chuyện đều có thể thay đổi được. Ý ông là sao? Một đứa bé còn trong bào thai phải vượt qua hàng ngàn khó khăn, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi hiểu rồi. Bào thai có thể chết trong bụng mẹ, cũng có khả năng sẽ bị sảy thai.
Có một người phụ nữ dễ dàng mang thai, nhưng có một cái tật là thích ngửi xạ hương, thể rảnh rỗi là lấy ra ngửi, thường xuyên mang nó theo bên mình. Kết quả xạ hương làm sản phụ sảy thai, xạ hương làm cho lưu thông máu bị ứ động lại. Tôi đi làm việc đây. Vậy tốt quá. Mã Thúy Phần, cô muốn dùng đứa bé để cởi trên đầu trên cổ tôi sao? Cô nằm mơ đi. Anh nhìn thấy Hàm Yên ở đâu vậy? Hôm nay tôi theo Nhị Thiếu Phu Nhân đi mua chỉ thêu, thấy một người phụ nữ dắt một đứa bé. Tôi chỉ nhìn thấy cái lưng, nhìn rất giống, nhưng không dám khẳng định. Đi, dẫn tôi đi. Thiếu gia, thiếu gia, người đã đi rồi. Sợ giờ cậu có đi tìm cũng không thấy đâu. Cái gì mà tìm không thấy? Tìm không thấy cũng phải tìm. A Căng, giờ em đã là người của anh rồi. Khi nào anh nói với phu nhân cưới em đây? Em yên tâm, anh sẽ nói mà. Yên tâm, yên tâm, anh chỉ biết nói yên tâm. Anh thành thật nói em biết, anh có lừa em không đó? Hương Tú à, nếu em không tin anh thì em đến tìm anh để làm gì? Em tin, em tin mà. A Căng, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Vì anh, em có thể làm tất cả mọi chuyện. A Căng, anh lấy em đi. Hương Tú, anh, A Căng, thật ra anh cũng thích em, có phải không? Nếu không, anh sẽ không. A Căng, giờ anh hãy nói với em là anh thích em đi. Không phải, anh nói đi. Anh sao vậy? Tại sao anh không dám nói? Có phải là anh không thích em? Em biết rồi, anh thích Nhị Thiếu Phu Nhân mà. Hương, Hương Tú, em muốn anh chết hả? Em không có, em không có ý đó. A Căng, em mặc kệ. A Căng, em nói anh biết. Anh nghe em nói đi. Sau này nếu anh dám bỏ em sẽ giết anh. Nếu anh thích người đàn bà khác, em cũng sẽ không tha cho người đàn bà đó. Hương Tú, em nói được là làm được. Nhị Thiếu Phu Nhân, sau này em sẽ cùng chị đi ra ngoài, cùng nhau đi phơi nắng. Em à, em à, chuyện lần trước là chị nhất thời hồ đồ. Con người chị có một cái tật, có lúc nói năng bậy bạ, ăn nói lung tung. Chị ác miệng nhưng không ác tâm. Em à, em sẽ không thù oán gì chị phải không? Chị nói gì vậy? Em đâu có dám. Em gái, em đúng là người tốt. Sau này mình nên vui vẻ với nhau, làm bạn của nhau. Em thấy có được không? Chị,
Chị là vợ lớn chính nhất, em chẳng qua chỉ là vợ lẽ. Sao em dám nói được hay không? Đương nhiên là phải nghe lời chị rồi. Đừng nói vậy. Hai ta đều là vợ của Thiếu Khanh, không phân lớn nhỏ. Chẳng qua chị về đây trước em, tuổi tác lớn hơn em một chút. Đại thiếu phu nhân, trên người cô có gì vậy? Sao mà thơm quá? Là cái này nè. Mấy ngày trước chị làm một cái túi thơm mang theo bên mình, người nào ngửi được cũng nói có mùi lạ. Em à, chị có làm một cái tặng em nè, xem như là chị xin lỗi em. Không cần đâu chị, trước giờ em không thích mấy mùi hương này. Em nói vậy là em không chịu tha thứ cho chị rồi. Dạ, em không dám. Nè, mang vào đi, hai ta mỗi người một cái. Nói vậy thì em xin làm theo lời chị. Cảm ơn chị. Vậy là phải rồi. Thúy Phần, hàng ngày em đều phải mang theo đó. Nếu em không mang theo người, chứng tỏ là vẫn còn oán giận chị. Dạ. Nhị thiếu phu nhân, chị sao vậy? Nhị thiếu phu nhân sao vậy? Tôi đau bụng quá. Chị ngồi xuống đi. Càng ngày càng đau đó. Nhị thiếu phu nhân, sao lại bị như vậy? Máu. Thiếu phu nhân, chị bị chảy máu rồi. Nhanh tay lên. Đi, mau tranh thủ thời gian. Nhanh lên đi. Đã kiểm tra mấy món hàng đó hết chưa? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Phu nhân, phu nhân, chuyện lớn rồi phu nhân. Người nói cho rõ đi. Nhị thiếu phu nhân bụng đau không chịu nổi nữa, đang lăn lộn trên giường. Sao lại như vậy? Sao mà đủ thứ chuyện vậy? Chỉ là mang thai một đứa bé thôi. Giống như thiên hạ này chỉ có một mình Cổ sanh con. Lát thì đau bụng, lát thì ngất xỉu. Ta và phu nhân đang kiểm tra hàng, không có rảnh đi xem đâu. Phu nhân, lần này không giống như lần trước. Nhị thiếu phu nhân bị chảy rất nhiều máu, sợ là bị sảy thai đó. Cái gì? Sảy thai? Tối qua lại qua phòng thiếu gia mà. Con đã nói với Cổ nhiều lần rồi, đã mang thai thì không được gần nhau. Vì Cổ còn trẻ mà, mới nếm được chút mùi vị, làm sao mà chịu cho nổi. Hai đứa này không hiểu chuyện gì hết. Mẹ đi xem thử. Chị Lan, mau kêu Duy tiên sinh tới đi. Dạ. Làm gì vậy? Tay chân vụng về. Ông chủ Cừu đúng là đuôi mới thuê người làm công như ngươi. Đại thiếu phu nhân, xin đừng tức giận. Cậu ấy mới tới làm, không biết cái gì hết. Lát nữa tôi sẽ dạy lại. Ngươi là ai? Thưa đại thiếu phu nhân, tôi là người giám sát ông chủ Cừu mới thuê. Phu nhân, nhị thiếu phu nhân vẫn còn chảy máu, vẫn còn chảy máu. Mẹ, con đau bụng quá. Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Sao hôm nay đau bụng như vậy? Con không biết. Không biết cái gì? Hai đứa thật là không hiểu gì hết. Con đã mang thai rồi, sao lại có thể gần nhau được? Con không có. Không có. Không có sao lại như vậy? Con phải hiểu là giờ con đang mang thai cháu của Đường gia. Không thể chỉ lo vui sướng cho bản thân mà bất cần những chuyện khác. Mẹ nói con biết, sau này con muốn làm chuyện gì đều phải hỏi mẹ hết. Lo mà dưỡng thai cho mẹ. Nếu con làm mất đi đứa cháu này, con xem mẹ sẽ xử lý con ra sao. Di tiên sinh, xã hương thật là kỳ diệu. Đại thiếu phu nhân, cô đã đưa cho cô ta thật.
Đúng đó. Sao vậy? Cái thứ này thật là có tác dụng. Người đàn bà đó gặp may rồi, hơn phân nửa là không giữ được. Còn nói sinh quý tử, chỉ sợ tất cả là công giả tràng thôi. Lúc nãy phu nhân đã sai người kêu tôi qua đó rồi. Đi thôi. Đứng lại. Người đang làm gì đó? Sao đứng đây nhìn ngó lung tung vậy? Tôi... Anh ta là giám sát của ông chủ Cừu. Anh làm gì ở đây? Đại thiếu phu nhân, lần đầu tôi đến một khu nhà lớn như vậy, trước giờ chưa từng thấy, nên tò mò muốn xem. Đây là nơi để ngươi tùy tiện xem sao? Tò mò cái gì? Đi mau lên. Dạ. Ông chủ Cừu cũng thật lạ, lại đi mướn mấy tên dụng về này làm. Đại thiếu phu nhân, tôi đi đây. Ông đi đi. Phu nhân, sao rồi bác quân? Tình hình có nghiêm trọng không? Tôi đã cho cổ mấy thang thuốc dưỡng thai, kêu Hương Nhụy đến tiệm thuốc bốc thuốc rồi mang về sắc liền cho cổ uống. Có thể giữ được hay không, bá quân thực sự không dám đảm bảo. Như vậy phải làm sao đây, bá quân? Theo ông thấy, đang khỏe mạnh sao đột nhiên bị sảy thai được? Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ, tối qua nhị thiếu phu nhân có quan hệ với thiếu gia không? Mã Thúy Phận thật là không ngờ là nó chịu không nổi sự trống vắng. Còn có cách nào nữa không? Cho bá quân nói thẳng, chỉ còn biết thuận theo ý trời. Vị thiếu phu nhân cũng còn trẻ mà. Liệt tổ liệt tông của Đường gia, xin phù hộ cho cháu của con bình an vô sự, phù hộ cho hương quả Đường gia được tiếp nối. Con xin cúi lại các ngài. Xin phù hộ cho cháu của con. Xin phù hộ cho cháu của con. Di tiên sinh, ông đi cẩn thận. Hương Nhụy, bốc thuốc về phải sắc ngay đó. Cảm ơn Di tiên sinh. Di tiên sinh, người đàn bà đó sao rồi? Sợ là khó thoát khỏi kiếp nạn này, không giữ được. Hết 8-9 phần là vậy. Ông thật sự cho cô ta uống thuốc dưỡng thai hả? Là ý gì? Ông không cố ý đối phó với tôi phải không? Đại thiếu phu nhân, tôi không cho cô uống, phu nhân có tha cho tôi không? Vậy sao ông không cho cô uống thuốc phá thai đi? Chuyện này cô không có hiểu đâu. Thuốc phá thai hay dưỡng thai, chỉ cần đem toa đến tiệm bốc thuốc là người ta nhìn ra liền. Vậy làm sao đây? Tôi phí công tốn sức không có kết quả gì hết. Không thể bị quỷ quạ vậy được. Đừng có nóng. Đại thiếu phu nhân của tôi ơi, ắt có diệu kế mà. Trong phần thuốc tôi kê có một vị thuốc như vậy nè. Nếu như không có nó, uống thuốc giống như uống nước trắng vậy, không có tác dụng gì hết. Cho nên phải tranh thủ thời gian, tốt nhất là phải nhanh chóng thay đổi thuốc. Lấy bỏ đi. Phải. Nè, không được để ai biết hết. Tôi biết mà, tôi còn cần đến cái mạng mình mà.
Phải nhanh đó. Làm hết hồn à? Sắc thuốc cho nhị thiếu phu nhân hả? Phải đó. Có uống cũng như không. Cô nói bậy cái gì? Bậy bậy. Không được nói bậy đó. Hương Nhụy, tôi giúp cô sắc thuốc nha. Không cần, tôi tự làm được. Nhị thiếu phu nhân vừa ngã xuống, cô liền bận rộn suốt ngày. Tôi giúp cô cũng là chuyện nên làm mà. Thôi vậy đi, cô giúp tôi mang thuốc qua đây. Được. Đây. Đại thiếu phu nhân, sao rồi? Cô xem đi. Con nhà đầu này cũng được việc lắm. Mã Thúy Phần ơi, Mã Thúy Phần, ai kêu cô làm cho A Căng phải vì cô mà thất điên bát đảo? Đây là quả báo cô phải chịu. Thiếu gia, đừng nói nữa, lo nghỉ ngơi đi. Thiếu gia, tôi không sao đâu. Thiếu gia, thuốc của nhị thiếu phu nhân tới rồi. Thiếu gia, để cho em. Để tôi. Uống đi. Uống xong là sẽ không sao mà. Thuốc uống đã mấy tháng rồi, sao không khỏe chút nào hết? Thật sự không giữ được đứa bé này sao? Phu nhân, lão tử có nói tất cả mọi thứ đều phải thuận theo tự nhiên, mọi chuyện đều không thể miễn cưỡng được. Chẳng lẽ số của tôi không có cháu thật sao? Thuốc đã uống rồi nhưng vẫn không có tác dụng, vậy phu nhân phải xin tổ tiên phù hộ thôi. Bá quân tin rằng sẽ có phép lạ xảy ra. Xin tổ tiên phù hộ cho cháu của con. Xin tổ tiên phù hộ cho cháu của con. Đứng lại. Làm gì vậy? Ông chủ Cừu kêu tôi mang hàng mẫu cho đại thiếu phu nhân các người. Hàng mẫu trước giờ đều do Cừu đại thiếu gia mang tới. Anh là ai? Hôm nay đại thiếu gia chúng tôi không rảnh nên kêu tôi mang tới đây. Tôi càng nhìn càng thấy anh giống một người. Có gì lạ đâu, trong thiên hạ có vài người giống nhau là chuyện bình thường mà. Hôm nay đại thiếu phu nhân không rảnh, anh có đồ gì thì đưa cho tôi đi. Chuyện này không được, ông chủ Cừu có dặn món đồ này nhất định phải giao tận tay người quản lý phòng hương liệu. Anh có phải là người quản lý không? Người nói cái gì? Tiêu quản gia, có chuyện gì?
Tiêu quản gia, anh đến thật đúng lúc. Tôi thấy ông chủ cừu mang hàng đến đây. Anh bạn này nhất quyết không cho tôi vào. Tôi cũng không biết ý anh ta là sao nữa. À, là như vậy hả? Anh theo tôi. Đứng lại. Nhất định là có vấn đề mà. Anh Phú Quý, anh có ý gì vậy? Đã lục lọi soi mói rồi mà. Người của ông chủ cừu anh cũng muốn đụng vào. Anh cậy vào sự nâng đỡ của chủ mình mà càng ngày càng lộng hành. Hãy nhớ thân phận của mình. Đừng lo chuyện người khác nữa. Tránh ra. Tránh ra. Vào đi. Nghe nói Thúy Phần bệnh rồi. Tôi không biết tình trạng cổ thế nào. Làm sao anh biết? Hôm qua lúc đang bốc hàng, tôi nghe một người hầu trong phủ nói. Cả ngày hôm qua tôi không có cách nào vào đây hết. Cả đêm tôi không ngủ được. Cho nên hôm nay bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải gặp được cổ. Tôi phải xem cổ ra sao. Tiêu quản gia, anh mạo hiểm quá đi. Lòng tôi thấy thật bất an. Anh thấy đó, tôi đâu dễ dàng gì vào được đây. Anh cho tôi gặp cổ đi. Tôi chỉ gặp một chút thôi. Thôi được, anh theo tôi. Không được lâu quá đó. Hương Nhụy, sắc thuốc xong rồi thì để trên bàn đi. Tôi không muốn uống. Có uống cũng không thấy khỏe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.